Medicare không phải là chương trình quý vị có thể đăng ký hàng ngày. Vậy khi nào quý vị có thể đăng ký hoặc thay đổi kế hoạch? Hãy bắt đầu với một cột mốc quan trọng khi quý vị tròn 65 tuổi. Quý vị có thời hạn 7 tháng từ 3 tháng trước đến 3 tháng sau tháng sinh nhật của mình để đăng ký Medicare. Đây là giai đoạn ghi danh ban đầu của quý vị. Tiếp theo chúng tôi có giai đoạn ghi danh hàng năm còn được gọi là AEP. Tất cả những người thụ hưởng Medicare có cơ hội thay đổi các tùy chọn bảo hiểm Medicare của họ trong AEP. AEP bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 và kết thúc vào ngày 7 tháng 12. Bất kỳ thay đổi nào quý vị thực hiện sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 của năm sắp tới. Thời gian ghi danh mở hoặc OEP là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 hàng năm. Trong thời gian OEP, bạn có thể thay đổi chương trình Medicare Advantage của mình hoặc quay lại chương trình Original Medicare. Quý vị chỉ có thể thay đổi một lần trong khoảng thời gian này. Thời gian ghi danh đặc biệt hoặc SEP có sẵn quanh năm. Quý vị chỉ có thể đăng ký trong những trường hợp cụ thể, chẳng hạn như nếu quý vị mới chuyển đến một nơi mới đủ điều kiện tham gia Medicare hoặc chương trình hiện tại của quý vị bị chấm dứt. Được thông báo về thời gian ghi danh của Medicare có thể giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng khi đưa ra các quyết định quan trọng về việc chăm sóc sức khỏe của mình.